tô với người cho mình, mọi người đến với clip tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Thì mình vừa ăn tối xong ấy, bây giờ mình tiếp tục mình ăn cơm xong rồi mình lại rửa bát vận động cơ thể nha, đúng không? Bạn nào tập yoga buổi tối mọi người ăn xong mọi người đừng lười hoạt động nha, thì ăn no xong mọi người lại phải hoạt động ấy, để cho cơ thể các bạn vừa nó không bị tích tụ mỡ nhé các bạn nhé. Các bạn phải vận động rửa bát như này để nói chung là rất tốt cho các bạn tập yoga và yoga. Quay này chắc phải 200-300 đấy nhở? Mua được cái này đặt thôi. Nên là mua live stream à? Thank you.
các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dừng clip đấy ạ, mọi người clip sau nha các bạn. Nhớ là vận động thật nhiều cả vào buổi tối nha, để rất tốt cho mọi người tập yoga nha. Bye bye tất cả mọi người.